Thiaung, số 15 Sin Thaung, số 16 Lam Minh Tuê và số 19 Naung Naung So. Như vậy là hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar đã bắt đầu. Trong hiệp một của trận đấu, các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Huấn luyện viên trưởng của U19 Myanmar tại giải lần này là ông Son Heung-min. Trong quá khứ thì Son Heung-min đã từng là tuyển thủ của Myanmar và cũng đã từng lần một cầu thủ được đánh giá cao của bóng đá Myanmar. Son Heung-min đã từng có tên trong thành phần đội tuyển Myanmar thi đấu với đội tuyển Việt Nam trước đây ở những trận đấu mà ông đã rất ấn tượng với những tuyển thủ của Việt Nam như là Công Vinh hay là Lê Tấn Tài. Và ngày hôm nay thì ông Son Heung-min đang dẫn dắt học trò của mình là cầu thủ U19 Myanmar thi đấu tại giải U19 quốc tế trên sân vận động 19 tháng 8 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và đối thủ đầu tiên của U19 Myanmar ở giải đấu lần này chính là đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam. Thành phần của U19 tuyển chọn Việt Nam gồm những cầu thủ xuất sắc nhất tại vòng chung kết giải U19 quốc gia vừa qua tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau khi giải U19 quốc gia kết thúc thì ban huấn luyện của U19 tuyển chọn Việt Nam đã chọn ra những cái tên xuất sắc nhất tham dự giải đấu lần này. Hai đội nhập cuộc khá hào hứng. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn, trận đấu ra quân của U19 tuyển chọn Việt Nam và cũng là trận đấu đầu tiên của U19 Myanmar. Và tất nhiên là cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng, có được lợi thế trong việc tranh đua hai tấm vé vào chơi ở trận chung kết của giải đấu. Giải U19 quốc tế năm 2019 gồm có 4 đội tuyển. Ngoài U19 tuyển chọn Việt Nam còn có sự góp mặt của U19 Trung Quốc, U19 Myanmar và U19 Thái Lan. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và hai đội giành được nhiều điểm số nhất sẽ có được suất vào chơi ở trận chung kết của giải. Trong khi đó thì hai đội xếp thứ 3 và thứ 4 sẽ chơi trận đấu tranh hạng bảng. Phải thi đấu trên sân khách nhưng có thể thấy là các cầu thủ U19 Myanmar đang nhập cuộc khá tốt. Họ đã không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và lúc này chơi cao nhất trên hàng công của U19 tuyển chọn Việt Nam là Trần Mạnh Quỳnh, cầu thủ của U19 Sông Lam Nghệ An. Ngày hôm nay thì Trần Mạnh Quỳnh và Phạm Xuân Tạo sẽ là cặp tiền đạo của U19 tuyển chọn Việt Nam. Đây là ban huấn luyện của U19 Myanmar với huấn luyện viên trưởng là Son Heung-min. Thành phần dự giải đấu lần này của U19 Myanmar gồm 1/3 là những tuyển thủ đã từng tham dự giải bóng đá U19 quốc tế năm 2018. Ở giải đấu đó thì U19 Myanmar đã vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua U19 tuyển chọn Việt Nam sau loạt luân lưu 11m. Như vậy là U19 Myanmar đang là đương kim á quân của giải đấu, trong đó thì U19 tuyển chọn Việt Nam đang là đương kim vô địch. Trước đó năm 2017 thì U19 tuyển chọn Việt Nam cũng đã giành chiếc vô địch giải U19 quốc tế.
Và lúc này thì U19 tuyển chọn Việt Nam đang triển khai bóng khá chậm rãi bên phía phần sân nhà. Xuân Tạo và Mạnh Hùng là những cầu thủ có tốc độ, trước thời cơ rất tốt. Và cả hai cầu thủ này đều có khả năng triển khai lối chơi phản công một cách nhuần nhuyễn. Với tốc độ của mình thì những đường truyền dài vượt tuyến của U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ tạo ra những cơ hội để cho Xuân Tạo và Mạnh Quỳnh thể hiện mình. Đây là Xuân Tạo. Phạm Xuân Tạo là cầu thủ của đội U19 SHB Đà Nẵng. Phạm Xuân Tạo là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của U19 tuyển chọn Việt Nam. Và lúc này thì Phạm Xuân Tạo đang được ví như tiểu công phượng với lối chơi gần giống với người đàn anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Và tại giải đấu này thì rõ ràng là các cổ động viên của Việt Nam đang chờ đợi sự tỏa sáng của Xuân Tạo. Pha tấn công ở bên phía cánh phải của các cầu thủ áo đỏ, tiếng còi đã cất lên. Nỗ lực vừa rồi là của Mạnh Quỳnh. Cặp tiền đạo của U19 tuyển chọn Việt Nam đang chơi rất nỗ lực, di chuyển phân bóng liên tục. Sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ áo đỏ. Các cổ động viên của Việt Nam đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt đến từ quả đá phạt này. Không được. Người vừa thực hiện quả đá phạt cho U19 tuyển chọn Việt Nam là Đức Hoàng. Tại giải bóng đá U19 quốc tế lần này thì ban tổ chức đã mở cửa tự do các khán đài B, C và D của sân vận động 19 tháng 8 đón các cổ động viên của Việt Nam đến cổ vũ cho các đội bóng thi đấu tại giải. Ngày hôm nay đã có khoảng 3.000 cổ động viên đến với sân vận động 19 tháng 8, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để theo dõi các trận đấu mở màn của giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Tất nhiên là vào lúc này các cổ động viên của Việt Nam đang rất mong chờ bàn thắng mở tỷ số. Và dĩ nhiên đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho các học trò của huấn luyện viên Dion Grassen. Viên Guillaume Brassen gắn bó nhiều năm với Học viện Đào tạo bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal JMG. Ông đã từng gắn bó rất nhiều năm với những cầu thủ tài năng bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại, Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường. Và huấn luyện viên Guillaume Brassen cũng đã gắn bó với mảnh đất Gia Lai khá nhiều năm. Tại giải U19 quốc gia vừa rồi thì Hoàng Gia Lai giành ngôi Á quân. Họ đã thua U19 Hà Nội trong trận chung kết. Và lúc này thì Xuân Tạo đang chơi lùi sâu. Anh đang làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Mạnh Quỳnh. Pha tấn công của các cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền hợp lý sang bên phía cánh phải. Không được. Rất tiếc là pha trả bóng về lại không đúng địa chỉ. Pha trả bóng về là của Việt Hoàng, cầu thủ U19 của Hoàng Gia Lai. Sau những phút đầu tiên để cho U19 Myanmar chơi có phần ép sân thì vào lúc này các học trò của huấn luyện viên Guillaume Grassen đã giành lại được thế trận và bắt đầu tổ chức được những pha lên bóng đáng chú ý về phía khung thành của U19 Myanmar.
Phút thứ 10 hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar trong khuôn khổ giải U19 quốc tế năm 2019. Tỷ số trên sân vận động 19 tháng 8, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lúc này vẫn đang là không đều. Cần phải rất chú ý và rất đề phòng với những pha lên bóng ở bên phía cánh phải của các cầu thủ U19 Myanmar. Ở bên phía cánh phải U19 Myanmar có cầu thủ chạy cánh rất tốt là Aung Ku. Có thể thấy được sự tự tin trong cách chơi của các cầu thủ U19 Myanmar. Không phải là vô lý khi mà U19 Myanmar đã từng vào đến trận chung kết của giải bóng đá U19 quốc tế năm ngoái. Penalty, rất tiếc. Sẽ có quả đá 11m cho các cầu thủ U19 Myanmar. Và đây là cơ hội để cho cầu thủ áo trắng có thể mở được tỷ số của trận đấu. Trọng tài Lechman đã rất cương quyết chỉ tay vào chấm phạt đền. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Phạt đền là hợp lý. Người đã bị phạm lỗi bên phía Myanmar là Lamin Thuê. Và Lamin Thuê chính là người thực hiện quả đá 11m này cho các cầu thủ U19 Myanmar. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Cú đá rất tốt của Lamin Thuê. Mở đầu tỷ số là cầu thủ phút thứ 12 của trận đấu và tỷ số đã là 1-0 dành cho U19 Myanmar. Ghi bàn cho đội, tỷ số hiện tại 1-0 nhưng về Myanmar. Cú đá rất tốt của Lamin Thuê. Bóng đã làm tung nóc lưới của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Quan Văn Chuẩn là thủ môn của đội U19 Hà Nội. Với cú đá như vừa rồi của Lam Minh Tuệ thì không có cơ hội để cho Quan Văn Chuẩn có thể cứu thua. Cú đá rất khó. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng U19 Myanmar đã có được bàn thắng mở tỷ số trước U19 tuyển chọn Việt Nam. Một sự chệch choạc nhỏ nơi hàng thủ đã khiến cho U19 tuyển chọn Việt Nam bị thổi phạt đền và các cầu thủ U19 Myanmar đã không bỏ lỡ cơ hội. Tiếng còi đã cất lên. Người bị phạm lỗi vừa rồi là Đức Hoàng, cũng là một cầu thủ của U19 Hà Nội. Có lẽ điều mà huấn luyện viên Guillaume Gracien cần ở các học trò của mình vào lúc này là sự vững vàng về tinh thần, không nao núng sau khi bị thủng lưới. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều và U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang còn rất nhiều hy vọng ở phía trước. Pha để bóng của Lamin Thuê, cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu. Cho đến thời điểm này của giải bóng đá quốc tế U19 năm 2019 có 4 bàn thắng được ghi. Người đã ghi bàn thắng đầu tiên của giải là cầu thủ Faradon của Thái Lan. Bàn thắng từ chấm phạt đền vừa rồi của Lamin Thuê là bàn thắng thứ 4 của giải. Trận đấu đầu tiên của giải đấu năm nay đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía U19 Thái Lan. U19 Thái Lan đã có được 3 điểm. Pha xử lý bình tĩnh của Tiến Long.
Tiến Long đã cùng với các đồng đội U19 Hà Nội giành chức vô địch tại giải U19 quốc gia vừa qua. Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn do thời gian chuẩn bị cho giải đấu này khá gấp gáp, nhưng huấn luyện viên Guillaume Grassen đánh giá rất cao tinh thần của các tuyển thủ U19 Việt Nam. Việc lắp ghép đội hình đã diễn ra một cách trơn tru. Các cầu thủ cũng tỏ ra thích nghi rất nhanh với tư duy chiến thuật của huấn luyện viên người Pháp Guillaume Grassen, người đang xuất hiện trên màn ảnh của quý vị và các bạn. Trước trận đấu này thì ông Grassen cũng đánh giá cao U19 Myanmar. Ông Grassen nói rằng U19 Myanmar gồm những tuyển thủ có thể lực, có tốc độ và có lối đá kỹ thuật. U19 Myanmar có một lối đá khá thực dụng và đó là điều mà huấn luyện viên Grassen lo ngại trước trận đấu này. Khá nguy hiểm. Lam Minh Tuệ. Vẫn là Lam Minh Tuệ. Không có đồng đội nào băng vào kịp. Vừa rồi Lam Minh Tuệ đã chủ định đẩy bóng lại cho Joe Winten. Hơn 15 phút hiệp 1 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar đã trôi qua. Tỷ số vào lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía U19 Myanmar với bàn thắng mở tỷ số của Lam Minh Tuệ từ chấm phạt đền. Việt Hoàng đang chơi vị trí hậu vệ phải của U19 tuyển chọn Việt Nam. Một trong hai trung vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam ở trận này là Tiến Long. U19 tuyển chọn Việt Nam đang lên bóng nhiều ở bên phía cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh di chuyển rất rộng từ đầu trận đấu đến giờ. Đã có thẻ vàng được rút ra. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu và đó là thẻ vàng dành cho Sinthanaung của U19 Myanmar. Mạnh Quỳnh đã bị phạm lỗi. Quả đá phạt dành cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Và lúc này thì Tiến Long đã lên tham gia tấn công và sẵn sàng xung chiến. Chiều cao của Tiến Long là khá tốt. Không có gì nguy hiểm đối với khung thành của U19 Myanmar. Cú chạm bóng vừa rồi của cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam không được như ý muốn. Và lúc này thì U19 tuyển chọn Việt Nam đang rất cần sự ủng hộ tinh thần từ phía các cổ động viên nhà. Chúng ta đang bị dẫn 0-1. Khá quyết liệt. Có thể thấy là nền tảng thể lực của cầu thủ Myanmar là rất tốt. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho các cầu thủ áo đỏ. Người bị phạm lỗi vừa rồi không ai khác là Xuân Tạo. Có thể nói lúc này thì Mạnh Quỳnh và Xuân Tạo đang tạo ra những sóng gió nhất định về phía khung thành của U19 Myanmar. Bảo vệ khung thành của đội khách ngày hôm nay là thủ môn mang áo số 1 Nai Linh Tết. Phút thứ 20 của trận đấu, các cổ động viên của Việt Nam đang chờ đợi. Khá nguy hiểm, không được. Cú đá phạt là khá tốt, một cú đá phạt có điểm rơi. Nhưng trong thứ vừa rồi thì các hậu vệ áo trắng cũng đã chơi chủ động. Cần phải dè chừng những pha phản công của U19 Myanmar. Rất cố gắng. Thành Khôi
sau khi bị thủng lưới thì U19 tuyển trẻ Việt Nam có phần đang chơi ép sân. Chúng ta cũng đã tạo ra được những áp lực về phía khung thành của U19. Myanmar xuất đấu, dứt điểm. Một tình huống tỏa sáng của Xuất Tạo và Tiểu Công Phượng đã lập công để san bằng tỷ số 1-1 cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Một pha đối mặt thủ môn của đối phương và Xuân Tạo đã không bỏ lỡ. Phút thứ 21 của trận đấu, chúng ta cũng xem lại tình huống này. Lỗi của hậu vệ U19 Myanmar và Xuân Tạo với pha xử lý khéo léo gọn gàng của mình cùng với một cú chạm bóng tinh tế bằng chân phải đã chiến thắng tất cả để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tỷ số là 1-1. Như vậy là chỉ 8 phút sau khi Myanmar vượt lên thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã có được bàn thắng san bằng tỷ số. Điều này sẽ giúp cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn. Điều mà các cầu thủ Việt Nam trông chờ ở Xuân Tạo cuối cùng cũng đã được đền đáp. Tiền đạo trẻ của SCB Đà Nẵng đã tỏa sáng và mang về bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu đang có tốc độ khá cao. Việc có được bàn thắng san bằng tỷ số sẽ giúp cho tinh thần của các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam lên cao hơn. Áp lực đã được cởi bỏ. Đây là một cơ hội nữa của các cầu thủ đỏ. Rất hợp lý. Có thể dứt điểm từ xa. Không vào. Cú đá vừa rồi là của Đức Hoàng. Đức Hoàng đã dâng lên rất kịp thời và anh đã đón nhận cơ hội của đồng đội tạo cho mình. Vừa rồi góc dứt điểm khá hẹp nhưng có thể nói Đức Hoàng đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền rất tốt sang bên phía cánh trái. Đường chuyền của Quang Tú và Đức Hoàng đã có cơ hội. Ta cần triển khai nhiều pha tấn công hơn nữa, nhiều pha tấn công kết hợp nhịp nhàng như vừa rồi để có thể tạo ra áp lực lớn hơn về phía khung thành của thủ môn U19 Myanmar, Nay Lin Tet. Lúc này thì Đức Hoàng đang chơi ở vị trí tiền vệ trái của U19 tuyển chọn Việt Nam. Đức Hoàng đường chuyển hơi mạnh. Mạnh Quỳnh đã cố gắng theo bóng. Bộ ba Mạnh Quỳnh, Xuân Tạo và Đức Hoàng đang có được tiếng nói chung. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Mạnh Quỳnh chính là một trong những tuyển thủ U19 tuyển chọn Việt Nam khiến cho các hậu vệ của U19 Myanmar phải làm việc vất vả nhất. Khả năng đi bóng lắt léo của Mạnh Quỳnh là một thứ vũ khí lợi hại để giúp cho U19 tuyển chọn Việt Nam có thể tạo ra sự đột biến. Những pha đi bóng từ bên phía cánh trái rồi bất ngờ bó vào trong sẽ mang lại nhiều thách thức hơn cho hàng thủ của U19 Myanmar. Lúc này thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã cố gắng cầm nhịp ở tuyến giữa. Sau khi bị thủng lưới thì những nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ vào lúc này có lẽ đang khiến cho các cổ động viên hài lòng. Đức Tú, người đã kiến tạo cơ hội cách đây ít phút cho Đức Hoàng. Tiến Long vẫn là cầu thủ áo đỏ,
xuất tạo. Thanh Khôi đang là người cầm nhịp tuyến giữa cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Cầu thủ trẻ của U19 Hoàng Gia Lai đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm. Cú ly đội hình của U19 tuyển chọn Việt Nam đang được giữ rất tốt. Điều đó khiến cho những pha lên bóng của U19 Myanmar trở nên khó khăn hơn. Rất nguy hiểm, ơi! Không kịp. Vừa rồi cầu vệ U19 Myanmar đã lăn xả. Cơ hội dành cho Mạnh Quỳnh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Lại là một sai lầm nữa của các hậu vệ U19 Myanmar. Ở bàn thắng gỡ hòa của U19 tuyển chọn Việt Nam thì một sơ suất của hậu vệ U19 Myanmar đã khiến họ phải trả giá. Và vừa rồi thì chút nữa các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam đã có thêm được một cơ hội nữa từ một tình huống xử lý không tốt của hậu vệ U19 Myanmar. Dứt điểm, mất bóng, cú đệm bóng sống, cú đệm bóng cận thành nhưng rất tiếc là bóng lại đi cao hơn so với khung thành của U19 Myanmar. Và kết thúc của Long Nhật. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đức Hoàng là người đã làm bóng. Và Long Nhật đã băng vào, đá bóng sống ngay. Một cú vô lê bằng chân trái. Nếu như vừa rồi có bàn thắng thì đó sẽ là một pha lập công hết sức đẹp mắt. Không có nhiều khoảng trống để cho cầu thủ U19 Myanmar có thể triển khai tấn công. Pifio Aung, cầu thủ chơi cao nhất bên phía U19 tuyển chọn Myanmar. Vẫn là cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam, dứt điểm, xuất tạo. Cú đúp của Xuân Tạo. Có cơ hội và một lần nữa anh đã không bỏ lỡ. Bóng đã chạm vào xà ngang trước khi đi vào lưới. Trong sự bất lực của cầu thủ U19 Myanmar, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Xuân Tạo đã thoát xuống. Anh đã loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn của U19 Myanmar trước khi tung ra cú tâng bóng bằng chân phải. Bóng đã chạm mép dưới của xà ngang trước khi làm tung lưới của U19 Myanmar. Phút thứ 2:18 của trận đấu và Phạm Xuân Tạo đã có thêm một bàn thắng nữa cho mình trong trận đấu ngày hôm nay, hoàn tất cú đúp để giúp cho U19 tuyển chọn Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1. Mọi việc thay đổi khá nhanh. Như vậy là 8 phút sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa thì Xuân Tạo đã làm lần nữa tỏa sáng để giúp cho U19 tuyển chọn Việt Nam lần đầu tiên vượt lên dẫn trước đối phương trong cuộc đọ sức ngày hôm nay. Đó là điều khiến cho các cổ động viên của Việt Nam rất hài lòng. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Tỷ số của lúc này đã là 2-1 nghiêng về phía U19 tuyển chọn Việt Nam với một cú đúp bàn thắng của Xuân Tạ. Trước đó vào phút thứ 12 thì Lam Minh Tuê đã mở tỷ số cho U19 Myanmar từ chấp pha đền. Rõ ràng là sau khi có được bàn thắng san bằng tỷ số thì
các cầu thủ U19 tuổi trẻ Việt Nam đã chơi với một tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Điều đó giúp cho những pha tấn công của U19 tuyển chọn Việt Nam có thêm được sự gắn kết, sự ăn ý. Ngoài ra thì khả năng chớp thời cơ và tận dụng cơ hội của Xuân Tạo là Mạnh Quỳnh cũng là rất tốt. Ngoài Mạnh Quỳnh và Xuân Tạo thì những pha băng lên từ tuyến 2 và dứt điểm của Đức Hoàng cũng là một phương án để có thể giúp cho U19 tuyển chọn Việt Nam ghi được thêm những bàn thắng. Các cổ động viên Việt Nam đang cổ vũ hết sức nhiệt tình cho thầy trò huấn luyện viên Guillaume Gravesen. Khi U19 tuyển chọn Việt Nam bị thủng lưới thì sức mạnh tinh thần, sự ủng hộ từ phía các cổ động viên đã giúp cho các cầu thủ áo đỏ đứng vững. Không những thế, sau đó thì các học trò của huấn luyện viên Gravesen vẫn giữ được sự tỉnh táo trong cách chơi, không bị mất tinh thần, để từ đó có được những pha phối hợp tấn công, tạo ra những cơ hội. Và cho đến thời điểm này của trận đấu thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã vươn lên dẫn ngược U19 Myanmar với tỷ số 2-1. Du học. Kỳ vọng đặt vào Xuân Tạo cho đến thời điểm này của trận đấu đã được đền đáp. Tiền đạo trẻ của SHB Đà Nẵng đã có được một cú đúp cho đến thời điểm này. Có thể thấy được sự bình tĩnh trong cách chơi của các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Bình tĩnh cùng với chủ động trong lối chơi, trong việc hóa giải sự nguy hiểm từ những pha tấn công của đối phương, đang giúp cho cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam có một thế trận khá tốt trước đội bóng áo trắng. Sau những phút đầu tiên nhập cuộc hào hứng thì vào lúc này U19 Myanmar đã thực sự gặp khó khăn trước U19 tuyển chọn Việt Nam. Quả phạt dành cho đội khách. Vừa rồi là lỗi của Thanh Khôi. Pha tranh chấp giữa hai cầu thủ mang áo số 5 của hai đội. Và Thanh Khôi đã bị thổi phạt. Còn khoảng 10 phút nữa là hiệp 1 của trận đấu sẽ khép lại. Và lúc này thì U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang dẫn trước U19 Myanmar với tỷ số là 2-1.
Đây là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ giải bóng đá 19 quốc tế năm 2019. Sau khi kết thúc giải U19 quốc gia thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã lên đường từ Gia Lai di chuyển ra Nha Trang để dự giải U19 quốc tế. Mặc dù sự chuẩn bị khá gấp gáp và việc di chuyển là khá xa, nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn cho thấy được tinh thần quyết tâm và nền tảng thể lực khá tốt, và điều đó đã được thể hiện trước U19 Myanmar trong trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là cho đến thời điểm này. Lúc này thì Thanh Khôi thực sự đang là thủ lĩnh ở hàng hậu vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam. Khi cần thiết thì Thanh Khôi cũng sẵn sàng trợ giúp cho các hậu vệ biên của đội bóng áo đỏ. Thêm một pha tấn công nữa của U19 tuyển chọn Việt Nam. Đức Hoàng. Không được. Thanh Khôi đã lên rất cao. Chúng ta đang dâng cao đội hình để tiếp tục tìm kiếm những bàn thắng, nhưng cần phải rất cẩn trọng với những tình huống phản công của đội bạn. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Grassen cũng đã cảnh báo các học trò về khả năng chơi phản công tốt của các cầu thủ U19 Myanmar. Trên hàng công của U19 Myanmar vào lúc này thì cầu thủ mang áo số 16 Lam Minh Tuê là một cầu thủ chơi phản công tốt. Ngoài ra thì số 9 Pie Phio Aung cũng là một nhân tố có thể tạo ra được sự khác biệt trong cách chơi phản công của các cầu thủ áo trắng. Thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều. U19 tuyển chọn Việt Nam đang dẫn 2-1. Đó là kết quả có lẽ đang làm hài lòng người hâm mộ cũng như ban huấn luyện. Không hiểu ý nhau. Vừa rồi Long Nhật đã định phối hợp với đồng đội. U22 là đội hình mà huấn luyện viên Grassen đang áp dụng cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Mạnh Quỳnh và Xuân Tảo là những người chơi trên hàng công. Dứt điểm. Vừa rồi là một pha ngả người định kết thúc của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh định đánh ta lông nhưng không thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một lần nữa thì Quang Tú cho thấy được khả năng kiến tạo rất tốt của mình. Những pha lên bóng ở bên phía cánh phải của Quang Tú thực sự đã tạo ra những khó khăn, những vất vả cho hàng phòng ngự của U19 Myanmar. U19
U19 tuyển chọn Việt Nam tấn công không nhiều ở bên phía cánh phải, nhưng mỗi lần chúng ta có được những pha lên bóng ở bên phía cánh này thì cầu thủ mang áo số 8 Quang Tú luôn biết cách làm thế nào tạo được sự thuận lợi nhất cho đồng đội có thể ghi bàn. Đường chuyền của Đức Hoàng, bứt tốc độ, xuất tao, không được. Như vậy là người vừa băng lên và dứt điểm trong tiếng vừa rồi là Mạnh Quỳnh. Chúng ta cùng xem lại tiếng này. Mạnh Quỳnh bứt tốc rất tốt, vượt qua hậu vệ của U19 Myanmar. Rất tiếc là cú đá cuối cùng của anh lại không có nhiều lực và cũng không hiểm hóc để có thể đánh bại được thủ môn của U19 Myanmar thêm một lần nữa. Nay Linh Tết. Còn khoảng 5 phút nữa là hiệp 1 của trận đấu sẽ khép lại. Nếu không có quá nhiều đột biến xảy ra thì hai đội sẽ rời sân sau 45 phút thi đấu đầu tiên với tỷ số là 2-1 nghiêng về phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Pha lên bóng của các cầu thủ Myanmar. Đi bóng khá tốt. Một tình huống đi bóng từ bên phía cánh trái của cầu thủ mang áo số 9 bên phía đội bạn. Đó là Pie Fioaung. Dứt điểm. Cú đá vừa rồi chính là của Pie Fioaung. Tất nhiên là các cổ động viên Việt Nam muốn được nhìn thấy đội U19 tuyển chọn Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết của giải đấu lần này. Nhưng trước tiên chúng ta cần phải vượt qua trận đấu ra quân này đã. Những đối thủ tiếp theo của U19 tuyển chọn Việt Nam cũng được đánh giá khá mạnh. Đó là U19 Thái Lan và U19 Trung Quốc. Hai đội tuyển đã có trận đấu đầu tiên tại giải đấu lần này và đã tạo ra một trận đấu khá hấp dẫn với chất lượng chuyên môn khá cao. Trong trận đấu ra quân của mình thì U19 Thái Lan vẫn chưa sử dụng ngôi sao được kỳ vọng nhất, đó là Leon Pichaya James, cầu thủ trẻ của Leicester City. Tuy Leon Pichaya James chưa thi đấu ở trận đấu đầu tiên của U19 Thái Lan, nhưng đội bóng này vẫn giành chiến thắng trước U19 Trung Quốc với tỷ số là 2-1. Phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía các học trò của huấn luyện viên Grassen. Trong hiệp 1 này thì cả hai bên đều chưa có sự thay đổi người nào. Mục tiêu của U19 tuyển chọn Myanmar tại giải đấu này là vào đến trận chung kết, giống như kết quả mà họ đã làm được cách đây một năm. Rõ ràng là ở hiệp 1 này U19 Myanmar gặp rất nhiều khó khăn trước cách chơi, tổ chức và kỷ luật
của U19 tuyển chọn Việt Nam. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 2 hiệp phút. Hiệp 1 sẽ được đá bù 2 phút. Đây đang là thời điểm cuối cùng của hiệp 1 và có lẽ là các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam cũng không quá vội vàng. Thêm một cơ hội nữa, xuất tao! Việt vị mất rồi. Trước khi Xuân Tạo dứt điểm tung lưới của U19 Myanmar thì trợ lý trọng tài đã căng cờ Việt vị và bàn thắng không được công nhận. Chút nữa thì Xuân Tạo đã có được cú hat-trick ngay trong hiệp 1 này. Đúng là chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là Xuân Tạo có thể làm nên những điều kỳ diệu. Vừa rồi lại là một tình huống nữa mà các tiền đạo của U19 tuyển chọn Việt Nam vượt qua hậu vệ của U19 Myanmar và tạo ra sóng gió rất lớn về phía khung thành của đội bạn. Điều đó đang làm nức lòng các cổ động viên. Tốc độ của Xuân Tạo cũng như của Mạnh Quỳnh là rất tốt. Không còn nhiều thời gian trong hiệp 1 này. Và có lẽ hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ của chúng ta. Như vậy là đúng này, trọng tài chính người Singapore, ông Lakeman đã nổ tiếng còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa ông. Cảm ơn quý vị và các bạn trở lại với sân vận động 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar. Trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Lakeman, trọng tài người Singapore. Trong hiệp 2 của trận đấu, các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Hiệp 1 của trận đấu này đã kết thúc với tỷ số là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Phút thứ 12 chúng ta đã bị một quả penalty sau khi cầu thủ Lam Minh Tuê của U19 Myanmar bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và chính Lam Minh Tuê đã mở tỷ số cho U19 Myanmar. Tuy nhiên sau đó U19 tuyển chọn Việt Nam đã chơi rất hay. Chúng ta giữ vững được tinh thần và đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm những bàn thắng. Những nỗ lực đó của các học trò huấn luyện viên Brasen đã được đền đáp. Và người tỏa sáng rực rỡ nhất trong hiệp 1 bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam chính là tiền đạo Xuân Tạo. Anh đã có được một cú đúp bàn thắng để giúp cho U19 tuyển chọn Việt Nam dẫn ngược U19 Myanmar sau 45 phút thi đấu đầu tiên với tỷ số 2-1. Trong hiệp 1, U19 Myanmar đã nhập cuộc tốt và đã có những thời điểm ở đầu trận đấu U19 Myanmar dồn ép các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Họ đã có được cơ hội mở tỷ số từ chấm phạt đền. Đây là Mạnh Quỳnh, đây là pha chấm chúc mừng Việt Nam. Mạnh Quỳnh vừa rồi đã tạo ra một khoảnh khắc cực kỳ hào hứng với pha đi bóng rất hay của mình. Chút nữa thì anh đã nâng được tỷ số lên 3-1 cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại pha solo của Mạnh Quỳnh. Và người rất hay. Tiếc là cú đá cuối cùng của Mạnh Quỳnh, bóng lại chạm chân một hậu vệ áo trắng. Quả phạt góc cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Trong hiệp 1, mặc dù bị dẫn bàn nhưng U19 tuyển chọn Việt Nam với thi đấu với một tinh thần quyết tâm rất cao. Chúng ta không nào đúng. Và những điều chỉnh kịp thời của huấn luyện viên Brasen
đã giúp cho lối chơi của U19 tuyển chọn Việt Nam trở nên linh hoạt hơn sau khi bị dẫn bàn. Những pha lên bóng ở bên phía cánh trái của U19 tuyển chọn Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U19 Myanmar. Cùng với đó là những đường truyền dài vượt tuyến chính xác, những tình huống kiến tạo cơ hội rất tốt của những cầu thủ ở tuyến giữa bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam, tạo ra những cơ hội để cho những Xuân Tạo hay là Mạnh Quỳnh thể hiện mình. Cuối cùng thì Xuân Tạo đã có được hai bàn thắng giúp cho U19 tuyển chọn Việt Nam có một hiệp một thành công. Ngoài việc ghi được hai bàn thắng trong hiệp một thì thời điểm cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, Xuân Tạo còn chút nữa lập được cú hat-trick. Sau khi bị thủng lưới thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã điều chỉnh lại lối chơi trong hiệp 1 và gây ra rất nhiều khó khăn cho U19 Myanmar. Ngoài bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền thì có thể nói rằng trong hiệp 1 số cơ hội mà U19 Myanmar tạo về phía khung thành của U19 tuyển chọn Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phút thứ 5 hiệp 2 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar, tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía các học trò của huấn luyện viên Grasen. Trong hiệp 1 thì tuyến giữa của U19 tuyển chọn Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều so với hàng tiền vệ của U19 Myanmar. Chúng ta cầm nhịp được trận đấu và khả năng thoát pressing của các cầu thủ áo đỏ cũng là rất tốt. Ngoài việc làm chủ lối chơi thì những tình huống chống tấn công của U19 tuyển chọn Việt Nam cũng được thực hiện một cách hiệu quả. Hầu hết những pha tấn công của U19 Myanmar vào bên phía phần sân của U19 tuyển chọn Việt Nam đều bị bẻ gãy một cách khá dễ dàng. Trong hiệp 1 thì cả hai đội đều chưa có sự thay đổi người nào. Và trong hiệp 1, trọng tài chính người Singapore, ông Lakeman đã rút ra một thẻ vàng duy nhất, vàng dành cho Sin Thanaum bên phía U19 Myanmar. Không được, đẩy bóng hơi dài, rồi là pha đẩy bóng của Long Nhật. Rất bình tĩnh, đã có pha phạm lỗi. Người vừa bị phạm lỗi là Du Học, cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Trọng tài đã thổi phạt Ayung Kou của U19 Myanmar. Rõ ràng là một pha đẩy người. Bảo vệ khung thành của U19 tuyển chọn Việt Nam ngày hôm nay là thủ môn Quan Văn Chuẩn, thủ môn của U19 Hà Nội. Trong hiệp 1, ngoài tình huống để thùng lưới sau quả penalty của đối phương thì Quan Văn Chuẩn không phải làm việc quá vất vả. Rất cố gắng. Quả phát bóng lên cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Nỗ lực vừa rồi bên phía đội bàn là của La Minh Tuê, cầu thủ đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. La Minh Tuê đã có một pha đá penalty rất tốt. Bóng là tung nắp lưới của Hoàn Văn Chuẩn, giúp cho U19 Myanmar vượt lên dẫn trước ở cuộc đọ sức này. Nhưng sau đó thì U19 Myanmar đã không thể bảo vệ được lợi thế mong manh của mình. Sau đó các cầu thủ trắng đã chơi không tốt và để cho U19 tuyển chọn Việt Nam ghi liền hai bàn thắng. Bên phía U19 Myanmar có sự thay đổi người.
Cầu thủ mang áo số 2 rời sân là Ye Tế Đa Ung. Đội tuyển Myanmar có sự thay đổi cầu thủ số 11 Nini. Một sự thay đổi người trên hàng công của U19 Myanmar. Cầu thủ số 2 Ye He An vào sân. Ra sân. Xin lỗi ạ. U19 Myanmar đã tăng cường sức tấn công. Cầu thủ số 2 Nini. Dứt điểm. Khá nguy hiểm. Cú đá vừa rồi là của Aung Kou. Trong tiếng vừa rồi thì Quan Văn Chuẩn đã phản xạ chính xác. Play by 11 Nini. U19 Myanmar đã tăng cường sức tấn công bằng việc đưa tiền đạo Nini vào sân. Dứt điểm. Không vào. Người dứt điểm vừa rồi không ai khác vẫn là Xuân Tạo. Sau nỗ lực vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 11 của U19 tuyển chọn Việt Nam đã bị đau. U19 Myanmar đã rút ra một hậu vệ và thay vào đó là một tiền đạo. Điều đó cho thấy rằng rất có thể trong những phút tới đây U19 Myanmar sẽ đẩy cao nhịp độ tấn công để tìm kiếm những bàn thắng. Sau trận đấu này thì U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ gặp U19 Thái Lan ở lượt trận thứ 2 tại giải bóng đá U19 quốc tế năm nay. Đó là trận đấu diễn ra vào lúc 17:30 ngày 25 tháng 3 trên sân vận động 19 tháng 8 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa và kết thúc của Xuân Tạo. Sau pha dứt điểm thì Xuân Tạo đã bị đau. Hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua được hơn 10 phút. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Trận đấu thứ hai của U19 tuyển chọn Việt Nam tại giải lần này cũng sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 vào lúc 17:30 ngày 25 tháng 3. Và đó là trận đấu mà U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ gặp U19 Thái Lan. Không được. Không có nhiều sự trợ giúp đến từ phía các cầu thủ U19 Myanmar. Vừa rồi thì số 7 Jo Win Then của U19 Myanmar đã không tìm được người để phối hợp. Và lúc này thì U19 Myanmar cũng đang cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía U19 Myanmar từ đầu hiệp 2 đến giờ là Aung Kou, cầu thủ mang áo số 8. Tại giải U19 quốc gia vừa qua thì Quan Văn Chuẩn cùng với các đồng đội của mình, đội U19 Hà Nội đã giành được chiếc vô địch. Bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam có sự thay đổi người. Cầu thủ chuẩn bị vào sân là Nguyễn Xuân Bình, cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An. Và người sẽ rời sân là Bùi Long Nhật. Sự thay đổi người đầu tiên bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Trong khi đó thì U19 Myanmar đã thay một người. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 14 Nguyễn Xuân Bình rời sân. Vào sân là cầu thủ số 19 Bùi Long Nhật.
substitute for, Vietnam, player number. Bùi Long Nhật, replay by play number 14, Nguyễn Xuân Bình. Pha tấn công của 19 tuyển chọn Việt Nam. Không có quả phạt. Vẫn là các cầu thủ của chúng ta. Không được. Hậu vệ của Myanmar đã bắt bài. Vừa rồi thì Quang Tú định thực hiện một cú căng ngang nhưng không thành công. Quả đá phạt góc cho 19 tuyển chọn Việt Nam. Không có gì khó khăn. Môn này lên. Trong nỗ lực tìm kiếm những bàn thắng trong hiệp 1, huấn luyện viên Grassen đã đưa Đức Hoàng và đã tiền vệ trung tâm trong hiệp 1. Lúc này khi mà Xuân Bình vào sân thì Đức Hoàng đã được trả lại ở vị trí tiền vệ trái bên phía đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam. Huấn luyện viên Grassen yêu cầu các học trò của mình tăng cường tốc độ tấn công, tăng cường tần suất tấn công về phía khung thành của U19 Myanmar. Và thêm trước một bàn là khá mong manh, đã có lỗi chạm tay, rất tiếc lỗi chạm tay của Mạnh Quỳnh. Một lúc này thì Xuân Bình và Thanh Khôi đang là cặp tiền vệ trung tâm của U19 tuyển chọn Việt Nam. Hỗ trợ cho nhau rất tốt, sự hỗ trợ của các tuyển thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. U19 Myanmar đang bung sức tấn công. Lúc này thì U19 tuổi tròn Việt Nam cần phải phân phối sức một cách hợp lý, vừa để hóa giải những pha tấn công của đối phương, vừa có thể tạo ra được những tình huống đáp trả về phía khung thành của U19 Myanmar. Dung hòa được hai điều này là một vấn đề không hề dễ dàng. Quan Văn Chuẩn. Đường chuyền của Đức Hoàng. Pha chuyền bóng của Xuân Bình. Có thể giữ tuổi. Kết thúc sút bóng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thêm một lần nữa thì cầu thủ mang áo số 8 của U19 tuyển chọn Việt Nam là Quang Tú
có một pha kiến tạo rất hay. Quang Tú là cầu thủ trẻ của bóng đá Nghệ An. Phút thứ 20 hiệp 2 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía cao trò của huấn luyện viên Grassen. Những điểm nhấn đáng chú ý nhất từ đầu hiệp 2 đến giờ vẫn thuộc về Xuân Tạ. U19 tuyển chọn Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người. Cầu thủ sắp được tung vào sân là Kha Tấn Tài. Sẽ là sự thay đổi người thứ hai bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Có thể sẽ là một sự thay đổi người trên hàng tiền đạo của U19 tuyển chọn Việt Nam. Kha Tấn Tài cũng là một cái tên đáng chú ý trong thành phần U19 tuyển chọn Việt Nam tham dự giải lần này. Anh là cầu thủ duy nhất của U19 An Giang được tuyển chọn vào đội U19 Việt Nam tham dự giải U19 quốc tế năm nay. Như vậy là Kha Tấn Tài sẽ vào sân. Người rời sân là Xuân Tạo. Xuân Tạo đã có một màn trình diễn xuất sắc ở khoảng thời gian anh có mặt trên sân với một cú đúp bàn thắng. Và giờ đây thì huấn luyện viên Grassen đã quyết định cho Xuân Tạo ra nghỉ. Xuân Tạo ra nghỉ có thể là để dưỡng sức cho cuộc đấu khó khăn với U19 Thái Lan. Cầu thủ số 18 Kha Tấn Tài vào sân thay thế cho cầu thủ số 11 Kha Tấn Tài đã vào sân. Và anh sẽ là người chơi cao nhất bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Quả đá phạt dành cho U19 Myanmar. Do Winthen là người đá phạt. Một pha băng ra rất hợp lý của quan văn chuẩn. Do Winthen đã thực hiện một pha treo bóng nhưng quan văn chuẩn đã băng ra đầy chủ động. Do Winthen treo bóng có điểm rơi và các trung vệ của U19 Myanmar cũng đã lên tham gia tấn công. Tuy nhiên quan văn chuẩn vẫn là người chính xác nhất. Dứt điểm. Dường như bóng đã đi vào trong khung thành. Rất tiếc là chưa thể có được bàn thắng thứ ba cho U19 tuyển chọn Việt Nam khi mà Kha Tấn Tài vừa rồi đã khiến cho khán giả mừng hụt. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Kha Tấn Tài đã rất nỗ lực trong vòng cấm của U19 Myanmar trước khi tung ra một cú dứt điểm bằng chân phải, cú sút chéo góc, chỉ tiếc là bóng lại không đi vào trong khung thành. Vừa vào sân thì Kha Tấn Tài đã để lại ấn tượng với cơ hội vừa rồi.
Ở trận đấu cuối cùng trong loạt đấu vòng tròn giữa 4 đội tại giải U19 quốc tế năm nay thì U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ gặp U19 Trung Quốc. Đó sẽ là trận đấu diễn ra vào lúc 17h30 phút ngày 27 tháng 3 và cũng sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sẽ có quả đá phạt góc cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Phút thứ 25 của hiệp 2. Mạnh Quỳnh. Một pha bóng khá lộn xộn. Dứt điểm. Không biểu. Chưa thể có được bàn thắng thứ 3 cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Cú đá rất nhanh của Quang Tú. Quang Tú cố gắng xoay sở trong vòng cấm của U19 Myanmar trước khi tung ra cú đá của mình. Động tác chuyển bóng của Quang Tú là khá hoàn hảo. Anh chuyển bóng từ chân phải sang chân trái để có cơ hội dứt điểm thuận lợi hơn. Một cầu thủ của U19 Myanmar đang bị đau. Hai trận đấu cuối cùng của giải bóng đá quốc tế U19 năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 3, tức là vào thứ Bảy tuần sau. Đó sẽ là trận tranh giải ba và trận chung kết. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa và kết thúc của cầu thủ mang áo số 8 bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam, Quang Tú. Đội bóng của huấn luyện viên Somad Min không thể đẩy cao tốc độ của trận đấu. Mặc dù vào lúc này U19 Myanmar đang rất cần đẩy cao tốc độ để tìm kiếm bàn thắng cơ hòa. U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ và vẫn tạo ra được áp lực khiến cho cầu thủ U19 Myanmar không thể toàn tâm toàn ý tấn công. U19 tuyển chọn Việt Nam cũng đang cho thấy được khả năng điều tiết nhịp độ của trận đấu, khả năng ghim tốc độ của trận đấu, khiến cho U19 Myanmar không thể đẩy cao tốc độ. Xuân Bình, Đức Hoàng, Mạnh Quỳnh. Như vậy là Yan Naing Lin của U19 Myanmar đã được tung vào sân để thay người. Sự thay đổi người thứ hai bên phía đội khách. Anh vào thay cho Naung So, cầu thủ bị chấn thương và không thể thi đấu tiếp bên phía U19 Myanmar. Thank you.
Câu trả lời của cầu thủ U19 Myanmar. Hoa Đỗ Phan Văn Chuẩn. Phan Văn Chuẩn đã cứu thua cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Tuy nhiên trong những vừa rồi thì tiền đạo của U19 Myanmar cũng đã ở vào thế biệt vị. Người đã kết thúc bên phía U19 Myanmar là Nini. Nini đã kết thúc sau đường truyền của Aung Kowu. Tuy nhiên trước khi Aung Kowu truyền bóng thì Nini đã việt vị. Mạnh Quỳnh không được. Tiếc là vừa rồi bóng lại trúng chân Kha Tấn Tài. Vẫn là Mạnh Quỳnh. Trong thành phần của U19 tuyển chọn Việt Nam hôm nay có hai cầu thủ có những cái tên rất giống ca sĩ, đó là Mạnh Quỳnh và Long Nhật. Và lúc này thì Long Nhật đã được cho ra nghỉ, còn Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục được ở lại trên sân khấu. Đưa chuyền cho Mạnh Quỳnh. Vừa rồi thì thủ môn của U19 Myanmar Nay Linh Tết cũng đã băng ra rất chủ động. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Và lúc này thì U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang mong muốn có thêm được bàn thắng, củng cố chiến thắng trong trận ra quân của mình. Tuy nhiên trong những pha đẩy cao đội hình để tấn công, U19 tuyển chọn Việt Nam cũng cần phải phân bố quân số sao cho có thể hóa giải được những pha tấn công ngược trở lại từ phía U19 Myanmar. Cơ hội mà Nini bên phía U19 Myanmar có được cách đây ít phút thực sự là một lời cảnh báo cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Mạnh Quỳnh và qua người rất hay. Kha Tấn Tài. Mạnh Quỳnh không có đồng đội nào tiếp ứng. Đường chuyền dài lên phía trên không hiệu quả của U19 Myanmar. Trong một thế trận bế tắc thì U19 Myanmar đã sử dụng nhiều hơn những đường chuyền dài. Xuân Bình. Thanh Khôi. Đức Hoàng. Pha xử lý không được tốt của Mạnh Quỳnh. Vẫn là cao thủ Việt Nam. Tấn Tài. Mạnh Quỳnh. Lại là một pha qua người rất hay nữa của Mạnh Quỳnh. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các học trò lợi viên Grasen. Đức Hoàng. Vẫn là Đức Hoàng. Đức Hoàng quyết định dứt điểm ngay.
một cú đá nhẹ bằng chân trái. Còn khoảng 10 phút nữa là hiệp 2 của trận đấu sẽ khép lại. Chúng ta vẫn đang dẫn 2-1. Đó là một tỷ số rất mong manh. Hoàng Văn Chuẩn vừa rồi đã phát bóng nhanh lên cho Mạnh Quỳnh. Bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người tiếp theo. Cầu thủ sắp vào sân là Nguyễn Nhĩ Khang, cầu thủ trẻ của Hoa Anh Gia Lai. U19 Myanmar cũng chuẩn bị có sự thay đổi người. Cầu thủ sắp vào sân là Obaka. Rất may là vừa rồi bóng đã trúng vào chân một hậu vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam. Bóng đã trúng vào chân của Tiến Long. Thêm một chiếc thẻ vàng nữa đã được rút ra. Thẻ vàng dành cho Ian Nainglin. Thẻ vàng thứ hai của trận đấu và cũng là thẻ vàng thứ hai dành cho các cầu thủ U19 Myanmar. Người đang bị đau bên phía U19 đội tuyển Việt Nam là Du Học. Cầu thủ rời sân bên phía U19 Myanmar là Pie Phio Aung. Người vào sân là Obaka. Như vậy là U19 Myanmar đã hết quyền thay đổi người. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà Du Học bị đau. Bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam, Quang Tú đã rời sân và vào thế chỗ cho anh là Nhĩ Khang. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 8 Đặng Quang Tú rời sân, cầu thủ số 17 Nguyễn Nhĩ Khang vào sân. Đội tuyển Myanmar cũng có sự điều thay đổi của Quang Tú là kiến tạo rời sân. Vào sân là cầu thủ số 20. Nhưng vào lúc này khi thời gian của trận đấu không còn quá nhiều thì huấn luyện viên Grasen đã bắt đầu tính đến sự an toàn, sự chắc chắn cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Và ông đã tung Nhĩ Khang vào sân. Nhĩ Khang là cầu thủ có khả năng chơi phòng ngự tốt hơn so với Quang Tú, khả năng đánh chặn từ xa. Và vào lúc này thì với một cầu thủ có thể lực tốt vừa mới vào sân như Nhĩ Khang thì huấn luyện viên Grasen có thể phần nào yên tâm về sự chắc chắn được tạo ra ngay từ tuyến giữa của đội tuyển U19 Việt Nam. Sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ U19 Myanmar. Quả phát bóng lên cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Như vậy là vào lúc này thì cả hai bên đều đã hết quyền thay đổi người. Nhĩ Khang là cầu thủ thứ 3 vào sân bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Hey.
Vẫn không có nhiều hy vọng trong những pha lên bóng của U19 Myanmar, khi mà vào lúc này các học trò của huấn luyện viên Grasen vẫn đang chơi rất chủ động. Có lẽ là vào lúc này U19 tuyển chọn Việt Nam đang ưu tiên cho việc đảm bảo sự an toàn trước khung thành của đội nhà. Penalty! Hậu vệ của U19 Myanmar đã phạm lỗi. Người bị phạm lỗi là Mạnh Quỳnh. Cơ hội để cho U19 tuyển chọn Việt Nam có thể nâng tỷ số lên 3-1. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người đã theo sát Mạnh Quỳnh trong tình huống vừa rồi là Ian Nainglin của U19 Myanmar. Như vậy là trong tình huống vừa rồi, rất may cho U19 Myanmar là điểm phạm lỗi ở bên ngoài vòng 16m50. Tưởng như trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Thế nhưng với cự ly quan sát rất gần của mình thì trọng tài chính người Singapore, ông Lechman đã xác định rằng cầu thủ mang áo số 12 của U19 Myanmar Ian Nainglin đã phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Mạnh Quỳnh không được. Rất nguy hiểm. Đi chạy khung thành. Đó là cú đánh đầu của Tấn Tài. Sau khi Xuân Tạo rời sân thì tất nhiên Mạnh Quỳnh là ngôi sao được chú nhất ở trên sân của U19 tuyển chọn Việt Nam. Nhưng điểm xuyết vào đó cũng là những khoảnh khắc tỏa sáng, tạo ra sự chú ý. Tấn Tài, cầu thủ vào sân ở hiệp 2 bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Thời gian thi đấu của hiệp 2 không còn nhiều. Chúng ta vẫn đang có lợi thế dẫn trước U19 Myanmar với tỷ số 2-1. Mạnh Quỳnh. Thêm một lần nữa thì số 7 của U19 tuyển chọn Việt Nam lại bị phạm lỗi. Và đã có thêm một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra. Thẻ vàng thứ 2. Thẻ vàng thứ 2 dành cho Ian Nainglin của U19 Myanmar, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Một pha cao chân. Ian Nainglin đã phải rời sân. Anh đã bị truất quyền thi đấu sau chiếc thẻ vàng thứ 2. Phút thứ 89 của trận đấu và U19 tuyển chọn Việt Nam được chơi hơn một người. Liệu chúng ta có thể tận dụng được lợi thế này để có thể tiếp tục ghi bàn hay không? Nhĩ Khang sẽ là người đá phạt cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Một pha phối hợp nguy hiểm. Trận đấu vẫn tiếp tục. Hậu vệ của Myanmar đã bị đau. Cầu thủ mang áo số 15 của U19 Myanmar Sin Thanaung đã lao mình cản phá và anh đã bị đau. Phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 2 cuộc đọ sức giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Myanmar. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ của chúng ta.
Trọng tài xác định rằng hậu vệ của U19 Myanmar không phạm lỗi. Nếu giành chiến thắng 2-1 trước U19 Myanmar thì U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ có được 3 điểm đầu tiên tại giải đấu này. Thời gian đầu giờ của Thái là 4 phút. Và bằng điểm với U19 Thái Lan. 4 minutes for U19 Thái Lan cũng đã vượt qua U19 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Và nếu U19 tuyển chọn Việt Nam giành chiến thắng trước U19 Myanmar cũng với tỷ số 2-1 thì sau lượt đấu thứ nhất này, U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ bằng điểm với Thái Lan được 3 điểm và bằng luôn cả hiệu số bàn thắng bạn là dương 1. Mạnh Quỳnh kết thúc không vào, bóng đi chệch cột dọc. Sau khi Xuân Tạo rời sân thì Mạnh Quỳnh chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Pha cắt bóng rất tốt. Người đã cắt bóng bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam là Du Học. Vừa rồi Du Học đã bó vào trong để hỗ trợ cho cặp trung vệ. Hiệp 2 của trận đấu được bù giờ 4 phút. Mạnh Quỳnh, U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang nỗ lực ghi thêm bàn thắng để có thể vượt lên đứng đầu bảng. Hiệp 2 của trận đấu đang ở phút bù giờ thứ hai. Mạnh Quỳnh, Đức Hoàng, vẫn là Mạnh Quỳnh. Vào lúc này thì thể lực của cầu thủ hai bên cũng không còn sung mãn nữa. Với nền tảng thể lực giảm sút thì ở khoảng thời gian từ nửa cuối hiệp 2 trở đi, chúng ta đã không còn thấy xuất hiện nhiều những pha đẩy bóng qua người và đua tốc độ của cầu thủ hai bên, đặc biệt là các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ U19 Myanmar do chuyên gia đá phạt của đội bóng áo trắng. Bóng đã nằm gọn trong tay của Phan Văn Chuẩn. Phút bù giờ cuối cùng. Nhiều khả năng U19 Việt Nam sẽ vượt qua U19 Myanmar với tỷ số là 2-1. Đúng là vào lúc này thì các học trò của Lê Vinh Grasen đang ưu tiên an toàn trước tình hành của Quan Văn Chuẩn. Ta cần phải hết sức tập trung trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Như vậy là đúng ngày trọng tài chính người Singapore, ông Lechman đã đổi tỷ còi mãn cuộc. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 2-1 nghiêng về phía U19 tuyển chọn Việt Nam.